sư phụ sẽ đem đến cho Ben một chiêu gọi là dòng xoay kết hợp, sẽ biểu diễn cùng thần rồng linh thú. Dạ hả sư phụ, vậy thì sư phụ hãy chỉ với Ben liền đi. Ben hãy xem sư phụ biểu diễn đây. Trước tiên chúng ta sẽ tung vô yoga, kéo lại và quay một vòng, kết thúc. Wow, nhìn rất là hấp dẫn. Để hiểu kỹ hơn, chúng ta hãy cùng xem hướng dẫn nha. Tung yo-yo về phía trước theo chiều từ trên xuống. Khi yo-yo quay về gần cổ tay, lắc nhẹ cổ tay và tung yo-yo về phía trước theo chiều từ dưới lên. Đến khi yo-yo quay về gần cổ tay lần nữa, xoay nhẹ cổ tay điều khiển cho yo-yo quay một vòng lớn, sau đó thu dây về. Chiêu này rất là dễ, thì các bạn hãy cùng tập luyện để chơi với bạn bè nha.